Chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay Mộc đang giao hàng cho nhà khách ở huyện Đắk Lắc, xã là xã Ella nha mọi người, giao về khu vực Đắk Lắc nha. Đó thì anh em anh có đặt Mộc một cây tủ thờ gỗ căm xe 1m6, và tủ thờ này thì ngang phủ bì của nó sẽ là 1m63, cao là 1m54, và chiều sâu của nó từ đằng trước ra đằng sau sẽ là 81. Và chiếc tủ thờ này là gỗ căm xe toàn bộ, nhưng mà riêng đình tủ, đáy tủ và lưng tủ Mộc sẽ là bằng gỗ bằng lăng, hay còn gọi là gỗ thao lao nhé mọi người. Thì đây là sản phẩm trực tiếp nhà anh em nha. Đó thì cái tủ thờ này Mộc làm đúng chất gỗ căm xe, không phải bất kỳ gỗ gì khác, và cái màu này cũng là màu tự nhiên của gỗ nha. Đó thì cái gỗ căm xe thì ban đầu của nó ấy, là nó sẽ màu hơi ngà này, nó hơi kem đỏ đó, nhưng mà khi mọi người xài một thời gian này, mọi người xài khoảng 2 đến 3 năm ấy, là nó bắt đầu đỏ lên, cái gỗ nó bắt đầu sậm lên nha, là rất là đẹp. Và gỗ căm xe này thì cực kỳ bền nha mọi người. Đó, căm xe này là căm xe Campuchia. Đó thì loại này thì nó cũng giống như căm Việt Nam mình á. Nó xài này xài 40-50 năm là thoải mái nha. Đó thì nhà anh em cũng có một bộ bàn chè này, đấy cũng là gỗ nhá, dân rừng thì cũng biết nhìn cây á mọi người. Đó thì tất nhiên là Mộc sẽ giao hàng tận nhà, bạn nhận hàng kiểm tra xong Mộc sẽ nhận thanh toán. Hàng hóa không đúng bạn có thể gửi trả lại cho Mộc được, thoải mái. Mộc cam kết mọi người nha, hàng hóa không đúng hoặc là bạn không ưng ý với mẫu hàng thôi, bạn đều có thể gửi trả lại được nha. Đó, còn đây là Mộc quay tận nhà khách là anh em nha. Đó, một cái tủ thờ căm xe 1m6 rất là đẹp. Giá tận xưởng sản xuất chỉ có 12.300.000 thôi. Giá bao gồm là Mộc miễn phí vận chuyển tận nhà cho khách là 40 cây. Còn riêng là anh em là Mộc vận chuyển về nhà anh em là cắt là khoảng 400 cây nha. Đó thì Mộc sẽ tính thêm phí ship của anh là 1,5 triệu. Đó. Thì anh em anh mua hàng thì anh có cọc trước cho Mộc trước là 1 triệu hay 2 triệu gì đó, Mộc cũng quên rồi nha. Thì xíu Mộc sẽ cho mọi người coi cái phần hóa đơn đây nha. Đó, đây là cái hóa đơn mà Mộc giao hàng đi cho anh em. Đó, có che phần số điện thoại rồi nha mọi người nha. Thì mọi người có thể coi mẫu hàng này, và Mộc sẽ đính kèm bên phía dưới là cũng một số hình ảnh ở nhà khách khác ở trong cùng một chuyến đi về Đắk Lắk của Mộc luôn, thì Mộc cho mọi người coi thử nha. Thì chào mọi người nha, nếu thấy clip của Mộc hay bạn có thể bấm đăng ký để theo dõi channel bên Mộc nha. Chào mọi người.